và chỉ có hát thôi, là không biết vợ cũng hát kia cái hát cái gì đó đi về trên kia về trên dưới bên này có á trên cầu thang anh ạ. Theo đâu kính chào quý vị anh chị em, thì ông Thành bị bãi trên toàn quốc. Một video ngắn ngày hôm nay thì Tiểu Đô đón hai bác về từ Hưng Yên để ủng hộ cho Tiểu Đô với hai sản phẩm, đó là một quả súp VRX918S hàng tập hợp full súp sách với những các mã đời. VRX918S thì được thiết kế đó là một cái loa bát neo 2268HTL. Tình trạng của những quả súp này là full hộp và chưa sử dụng các bác ạ, chưa sử dụng. Đây là hàng còn rất là đẹp, để đang tháo ra và để test một chút khúc nhạc để các bác đặt thấm không. Tình trạng rất là đẹp. Chúng ta thấy có những cái vết hơi đen đen, đây là những các cái hàng mà nó mới nó còn đẹp rồi. Khi cầm cái tay vào chỗ nào là mình nhấc ra là nó ám cái mồ hôi. Nên nó có cái vết này chứ không phải nó bị làm sao đâu nhá. Hàng rất là đẹp. Từ những cái khác và cũng không thể và cước nổi là khi bác nghe cái cặp kèn dài này, đó là từ 220-100 của UT. Với cái dòng sản phẩm này thì Tiểu Đô cũng hay cung cấp cho các bác để tăng lời. Ở nhà thì bác đang chơi một cặp và đó là ST815 rồi, nhưng cái tiếng chép các bác nghe các bác vẫn chưa hài lòng. Nhưng khi về đây để ủng hộ cho Tiểu Đô một quả súp thì các bác thấy nó hơi lạ lạ và thấy nó xinh xinh, nên các bác bảo mở thử cho các bác nghe tí. Khi mở lên thì đúng là các bác không cưỡng nổi được với cái trên kèn này, mà khi đang nghe cái kèn này mà ngắt đi cái thì cảm thấy cái cặp loa phun nó bị chóng. Đấy, nên là bác đã rất là chân trí và phù hợp cho Tiểu Đô với một cái cặp kèn này, đó là mã đời 2445H từ 220-100 và đẹp xịn sò. Đấy, những cái kèn chip như thế này thì luôn luôn nó là một trong những các cái dòng được tăng lời ca, tăng tiếng hát hiệu quả, và cái chip chép của nó ánh rất khoát, nó chi tay rất là chi tiết. Thực ra này bác thích cái cặp to hơn kia cơ, nhưng mà vì cái cặp loa của bác ở nhà cái khuôn khổ nó nhỏ nên bác lại thích cái cặp này để nó được gọn hơn. Đấy, và một quả chút này về bác sẽ ghép với một cặp đó là STX815 của bác ở nhà để chuẩn bị cho một cái bộ âm thanh để các bác có thể hưởng thụ ngày Tết để chơi giao lưu cùng với bạn bè và người thân trong gia đình. Mọi nhu cầu về mua sắm những thiết bị âm thanh hàng mà mỹ bãi, quý anh chị chúng ta xin hãy liên hệ bên Tiểu Đô theo số điện thoại hoặc kèm Zalo trên màn ảnh nhỏ của Tiểu Đô đây, và rất là nhiều những các thiết bị khác cũng nhập sản phẩm này cao cấp được những bản mixer, để phục vụ cho các bác những cái bộ thay, những sản phẩm thiết toàn để các bác vui chơi với những người bạn trong những ngày Tết. Và cặp súp này, quả súp này thì đã được test để bác nghe thử chất âm thì bác rất hài lòng. Thì dòng súp VRX918 là nó được trang bị một chiếc bát neo nên tiếng đánh sâu và mềm, và sâu và mềm thì lại đúng cái gu thích của bác. Đấy, nên bác đã sở hữu một quả này. Nhưng mà khi sở hữu quả này thì lại không cưỡng được với cái cặp kèn kia, nên là bác đã dinh luôn hai sản phẩm, đó là súp VRX918S và kèn rời có chân thọc đầy đủ, đó là 2445H. Và những các mã này thì Tiểu Đô luôn luôn siêu tầm ở những các cái mã này về. Đấy, và hiện tại thì Tiểu Đô vẫn còn một cặp nữa đang trên đường về để tiếp tục phục vụ cho những các bác đam mê âm thanh mỹ bãi, đam mê những các cái phụ kiện rời, những các cái linh kiện rời, để chúng ta có thể chơi một bộ âm thanh thiếu tài nào chúng ta bù thêm tài đấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một bộ nghe nhạc hay, hát hay. Đấy, và cái chất âm đưa ra cái tiếng chép rất là tí tách. Chúng ta nghe cái tiếng ngoánh này, tiếng ngoánh tí tách rất là hay. Đấy, cho nên là nó không uống tiền khi chúng ta mua một cái cặp như này. Và thôi, một video ngắn thì Tiểu Đô xin dừng tại đây để đóng gói để các bác được lên đường. Rất là cảm ơn bác đã theo tin tưởng và ủng hộ cho Tiểu Đô.